vòng tay ấm. Mùa đông sẽ đi qua rồi anh cũng đi xa, chỉ còn lại mình em ngồi hát cùng dòng sông, chỉ còn lại mình em nhớ về một mùa đông. Trước mắt anh em là một cái bộ âm thanh rất là nhỏ gọn và rất là xinh và cũng rất là đơn giản. Chỉ có một viên loa volume 4PTN với tất cả 4 bát neo và 1 tép từ neo trên một thùng, công suất 400W. Tiếp theo một con đẩy SP, SPK 2600, con này 2 cây và xem là 600W cho 1 cây, 1 xung 1 U rất là mỏng, anh em có thể nhìn là mỏng hơn và là chính. Tiếp theo tôi sẽ phối ghép với quý vị cho anh em là một va cơ CM Audio X55. Dòng này thì nó sẽ có Bluetooth, có cổng quang, có USB, có reverb, có echo, có rất là có cả chống hú đây anh em nhé. Màn hình hiển thị số rất là dễ nhìn và một con xúc điện bát 30 thương hiệu GD Audio, hàng qua sử dụng hàng bán. Nhìn chung cái bộ này có cái đu loa và con vang là hàng mới thôi. Và con đẩy kia cũng là hàng lướt có sử dụng nha. Nhìn chung tổng thể bộ này còn rất là đẹp. Và các anh em là rất là đẹp, gần như mới luôn. Nó phù hợp nghe nhạc karaoke, nghe nhạc hay hơn. Trong một không gian 30m2, bộ này Du Tứ bán là 15 triệu đồng anh em nhé, 15 triệu đồng anh em mà sở hữu một bộ. Và bây giờ cho anh em nghe cái công suất nó rất là khủng. Đêm nay trong men rượu cay, tôi chợt thấy cô đơn vơi đầy. Em đi ngày xưa xa xôi, tà áo tím còn ngây ngất tôi. Tà áo tím tim hôn hoàng, mùa thu đó ánh mắt ngỡ ngàng. Ta quen nhau trên lối vắng, trời ta yêu nhau.
rất là ok. Đầu tư 15 triệu đồng, anh em đã được sở hữu những sản phẩm rất là chất lượng, sạch sẽ, hiện đại, nhỏ gọn. Nếu anh em muốn hát thì anh em làm đầu tư một cái mic dây nữa, khoảng 600-700 nghìn, trên 15 triệu một tí là anh em có thể có một bộ âm thanh nghe nhạc karaoke trong không gian vừa phải, rất là hay rồi, và hiện đại nữa, rất là hiện đại và rất là thời thượng, đúng không ạ? Rồi, nếu anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Du Tứ 0974682663, anh em kết nối Zalo 0974682663 hoặc kết nối Facebook nick Phạm Du Tứ anh em nhé. Anh em yêu mến Du Tứ, ủng hộ đăng ký kênh cho Du Tứ để theo dõi những clip, những sản phẩm âm thanh, những sản phẩm nhạc cụ đến từ Du Tứ Music Audio. Một lần nữa xin chào thân ái, xin chúc anh em trên toàn quốc có một ngày làm việc hiệu quả và có những giây phút nghe nhạc thư giãn. Xin cảm ơn.